trai hỏi bao giờ đón ngoài. Tôi lặng người, nước mắt sưng sưng. Đúng 30 là mâm cơm cúng, mời ông bà ngoại sẽ về chung. Ngoại ở nơi xa lắm mịt mùng, không kịp về để nấu bánh chưng. Tàu chui heo không bao giờ dùng, mà ngoại đi hết bước sau cùng. Kia bếp lửa nhà ai nồng ấm, mùi thịt thơm ướp đẫm tiêu hành, hương nếp mới đậu xanh vàng sậm. Họ quay quần gói bánh chưng xanh, bỗng khát thèm hương vị Tết miền Trung. Có mùi thơm rơm rạ đốt đông, mồ hôi mẹ ấm nồng mặn cha, có nếp hạt tròn thơm dẻo bánh chưng xanh. Trai hỏi bao giờ đón ngoài, tôi lặng người, nước mắt sưng sưng. Đúng 30 là mâm cơm cúng, mời ông bà ngoại sẽ về chung. Ngoại ở nơi xa lắm kịp về để nấu bánh chưng. Tàu chui heo không bao giờ dùng, mà ngoại đi hết bước sau. Thơm dẻo bánh.